Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tóm Nguyễn Nhân Chiến, ông Tổng quyết hốt trọn ổ quê nhà của chị Nhàn. Ngày 24 tháng 1, ông Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin cho báo chí biết rằng cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, về tội nhận hối lộ liên quan đến AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, ông Tô Lâm đã cho quân đến Bắc Ninh bắt ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân, và ông Nguyễn Hạnh Chung, cựu giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, hiện là phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, về tội nhận hối lộ. Đồng thời, ông Nguyễn Tiến Nhường, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh Bắc Ninh, bị bắt. Như vậy là Bắc Ninh cũng tương tự như Đồng Nai, cả dàn lãnh đạo tỉnh từ bí thư đến chủ tịch và giám đốc các sở liên quan đều bị bắt. Cách làm việc của bà Nhàn ở bất cứ địa phương nào cũng rải tiền từ bí thư tỉnh xuống giám đốc các sở liên quan đến dự án mà bà Nhàn trúng thầu. Một nguồn tin riêng cho biết điều này gần như không có ngoại lệ. Cho đến nay, Bắc Ninh là địa phương thứ ba dính đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố vụ án và khởi tố nhiều bị can sau Đồng Nai và Quảng Ninh. Cả ba địa phương này đều có dàn lãnh đạo dính đến sai phạm đấu thầu của AIC. Thế nhưng ông Tô Lâm lại không thể bắt hết dàn lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh, bởi bí thư Quảng Ninh lúc bà Nhàn trúng gói thầu thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh là ông Phạm Minh Chính, thủ tướng hiện nay. Thời kỳ ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh thì ông Nguyễn Văn Đọc làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhờ có tảng đá Phạm Minh Chính cản đường mà dàn lãnh đạo bên dưới của ông Chính tại Quảng Ninh lúc đó giờ đây vẫn chưa bị khởi tố. Đó là vùng cấm chăng? Nếu là vùng cấm thì có lẽ do ông Phạm Minh Chính lập ra chứ không phải do ông Nguyễn Phú Trọng. Trước đó ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng bị bắt. Cùng sai phạm giống nhau nhưng cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị bắt. Còn cựu bí thư Quảng Ninh Phạm Minh Chính thì không sao. Nếu là nhà nước pháp quyền thì ông Chính cũng phải chung số phận với hai ông cựu bí thư kia chứ sao ông lại bình an vô sự. Như thế cũng đủ thấy đó là đánh nhau mượn cớ chống tham nhũng chứ không phải là chống tham nhũng thực sự. Vì là đánh nhau nên nếu gặp đối thủ mạnh, đánh mãi không gục nên đành bó tay. Quê nhà của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì không có một đối thủ mạnh như Phạm Minh Chính để che chở, nên rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ cho Tô Lâm bắt thêm nếu ông muốn. Tại Bắc Ninh còn có vụ án liên quan đến hai gói thầu ở Sở Tài nguyên và Môi trường và một gói thầu ở Sở Giáo dục cũng có liên quan đến AIC của bà Nhàn. Những ai từng cấu kết với bà Nhàn hay những ai từng chịu sự chỉ đạo của ông Nguyễn Nhân Chiến và ông Nguyễn Tử Quỳnh thì cũng cần phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng sổ khám. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người phụ nữ đã khiến cho cả dàn lãnh đạo Bắc Ninh bị sổ khám. Dàn lãnh đạo Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 có bà Đào Hồng Lan vẫn đang tại chức, hiện là Bộ trưởng Bộ Y tế. Thời kỳ xảy ra sai phạm liên quan đến AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bà Đào Hồng Lan là một trong ba lãnh đạo chủ chốt lúc đó với vị trí Phó Bí thư Thường trực. Phó Bí thư Thường trực Đào Hồng Lan là người phụ tá đắc lực cho Bí thư Nguyễn Nhân Chiến. Nếu nói bà Lan không liên quan thì không thuyết phục. Vả lại bà Nhàn rải tiền cho cả dàn lãnh đạo từ trên xuống, lẽ nào bà Nhàn lại chừa bà Lan ra? Trong vụ án dính đến Sở Y tế Bắc Ninh, ông Tô Lâm có cho bắt một người đang tại chức, đó là ông Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cựu Giám đốc Sở Y tế. Vậy liệu ông Tổng có cho chạm tới người đương chức nhưng đang ở vị trí cao hơn như bà Đào Hồng Lan hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Tóm Nguyễn Nhân Chiến, ông Tổng quyết hốt trọn ổ quê nhà của chị Nhàn. Việt Nam và Trung Quốc đều tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa. VOA tiếng Việt ngày 24 tháng 1 loan tin Trung Quốc bác bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Theo đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư 24 tháng 1 nói các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông đã được lịch sử chứng minh. Sau khi Việt Nam vào cuối tuần qua nhắc lại rằng mình có đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với các quần đảo này, hình ảnh bài trên VOA. VOA cho hay,
Hôm 20 tháng 1, khi trả lời câu hỏi của giới truyền thông nhân sự kiện 50 năm Trung Quốc xâm lược quần đảo Hoàng Sa năm 1974, phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Phạm Thu Hằng nói rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa được xác lập ít nhất từ thế kỷ 17, phù hợp với luật pháp quốc tế và được các nhà nước kế tiếp nhau của Việt Nam thực hiện một cách hòa bình, liên tục, công khai. Tuy nhiên, theo VOA, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tuyên bố của Trung Quốc hoàn toàn được lịch sử và luật pháp chứng minh. Trung Quốc là nước đầu tiên phát hiện, đặt tên, phát triển và quản lý các đảo và quần đảo này, đồng thời tiếp tục thực thi quyền tài phán chủ quyền đối với chúng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 24 tháng 1 khi được đặt câu hỏi về khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Hình ảnh người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Trung Quốc phản đối các yêu sách bất hợp pháp của các nước liên quan với lãnh thổ Trung Quốc và sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền của mình, đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm. VOA cho rằng sự kiện Việt Nam tái khẳng định các yêu sách chủ quyền của mình diễn ra nhân dịp 50 năm quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời cũng trùng hợp với việc Philippines trong những tháng vừa qua liên tục tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ ở khu vực khác trên Biển Đông, sau các cuộc chạm trán kịch tính trên biển giữa các tàu Trung Quốc và Philippines gần khu vực tranh chấp. VOA dẫn truyền thông Philippines cho biết, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. dự kiến sẽ có chuyến công du Việt Nam vào tuần tới và một thỏa thuận về hợp tác quân sự giữa lực lượng hải cảnh của hai nước sẽ được cho là sắp triển khai. Theo bản sao dự thảo cuối cùng của biên bản ghi nhớ MOU giữa hai nước mà tờ Inquiry có được, nêu rõ rằng mục tiêu hợp tác hàng hải giữa lực lượng tuần duyên Philippines và cảnh sát biển Việt Nam là nhằm tăng cường hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau và tin cậy hợp tác, hướng tới thúc đẩy, duy trì và bảo vệ lợi ích chung của họ ở khu vực Đông Nam Á. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Vẫn theo VOA, trước đó, Tổng thống Philippines cũng đã đề cập đến việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử riêng với Việt Nam, Malaysia và các quốc gia khác ở Đông Nam Á. VOA dẫn một nguồn tin quốc tế nhận định, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng trải qua nhiều giai đoạn căng thẳng trong những năm qua vì vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Mặc dù tình trạng căng thẳng này đã phần nào giảm bớt sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Hà Nội vào tháng 12 vừa qua, nhưng Hà Nội có thể vẫn sẵn sàng đối mặt với những thách thức trước sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong chuyến thăm của ông Tập, Việt Nam và Trung Quốc đã ký thỏa thuận hướng tới xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai, nhưng VOA dẫn quan điểm của chuyên gia Craig Pohlin thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS của Mỹ, thì đây là lựa chọn chiến lược rõ ràng để xoa dịu Bắc Kinh, trong khi tích cực theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ hơn với Washington, Tokyo, Canberra và các nước khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Việt Nam và Trung Quốc đều tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D.